Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, do Hội đồng Hoàng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu với lời ngỏ. Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho đạo Pháp và dân tộc. Ngôn ngữ nhà thiền xưng tụng những vị này là Bồ Tát, Đại Sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm Huyền Thoại Duy Ma Cật của Hòa Thượng Tuệ Sĩ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 4 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là Bậc Long Tượng, Tuệ Sĩ. Và diễn giải thêm, Long Tượng là bậc thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc thầy của thế giới. Chúng tôi, những giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ, những pháp hữu và học trò tăng, ni, Phật tử nhiều thế hệ, từng được tiếp cận, đàm đạo, nghe giảng từ các trường lớp chung, cao đẳng và đại học Phật giáo, hoặc chỉ được đọc và nghiên cứu qua hàng nghìn trang kinh, sách, tiểu luận, thơ, văn của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Rất tâm đắc với lời xưng tán của triết gia Phạm Công Thiện. Nhưng nơi đây, trong tình thầy trò thâm thiết, trong niềm cảm kích vô hạn đối với di sản tinh thần kỳ vĩ mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ để lại cho cuộc đời, chúng tôi chỉ muốn gọi người bằng ngôn ngữ bình dân và gần gũi nhất, thầy Tuệ Sĩ. Cuộc đời thầy tập trung toàn thời gian vào sự nghiệp hoàng pháp, nói theo ngôn ngữ thế gian thì đó là lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Văn hóa và giáo dục Phật giáo được biểu hiện qua việc học hỏi, tụng đọc, truyền dạy và thực hành kinh, luật, luận mà thầy đã tận tụy suốt hơn 60 năm phiên dịch, chú giải, sáng tác, giảng dạy trong nhiều trường lớp Phật học tại Việt Nam và ngoài nước qua PowTalk, Zoom Meeting Online, vân vân. Văn hóa và giáo dục dân tộc cũng được thầy phổ hiện qua những sáng tác thơ văn, tiểu phẩm, tiểu luận. Về tình tự dân tộc, nhân sinh quan, xã hội dân sự, và trong một góc nhìn nào đó. Ngay chính bản án tử hình và những năm trong tù ngục của thầy cũng là hệ quả của sự biểu hiện nền văn hóa, giáo dục nhân bản và khai phóng của dân tộc trong một giai kỳ lịch sử đen tối trên quê hương. Trong chiều hướng đó, nội dung tập kỷ yếu này dựa theo hành trạng của thầy Tuệ Sĩ, chia làm 3 phần chính. Phần 1 Phật học, gồm những sáng tác văn, thơ, biên khảo, tiểu luận của chư vị thức giả, học giả, tăng ni, cư sĩ. Văn nghệ sĩ nói về thầy Tuệ Sĩ và ảnh hưởng của thầy trong tư cách một nhà tư tưởng Phật học, một hành giả tăng sĩ Phật giáo uyên thâm, Trác Việt. Phần 2 văn học, gồm các sáng tác văn chương, thi phú, mỹ thuật của giới văn học nghệ thuật minh họa về thầy Tuệ Sĩ như một nhà văn, nhà thơ chữ danh, hàng đầu trong nền văn học Việt Nam, và phần 3 đạo Pháp và dân tộc, gồm những sáng tác, nhận định, xã luận, tiểu luận của chư vị học giả, thức giả, đời cũng như đạo. Phật giáo hay tôn giáo bản, về vai trò của thầy Tuệ Sĩ trong cương vị lãnh đạo giáo hội, cũng như những đóng góp của thầy bằng hành động hay bằng tâm thức, nhằm xây dựng nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Những năm gần đây, với thân bệnh, ngoài trọng trách phục dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thầy Tuệ Sĩ vẫn tiếp tục ngày đêm cặm cụi trên những trang kinh giá sách, phiên dịch chú giải Tam Tạng Thánh Điển, thành lập một hội đồng phiên dịch quy tụ những nhà Phật học có trình độ cổ ngữ và ngoại ngữ vững chắc. Soạn thảo đề án và cẩm nang phiên dịch tỉ mỉ chi tiết cho người đi sau. Vào tháng 7 năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành của thầy, Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã giới thiệu thành tựu sơ bộ với Bộ Thanh Văn Tạng, giai đoạn 1, phần 1, gồm 24 tập và 5 cuốn tổng lục. Dù chỉ mới thành tựu một phần nhỏ của công trình, tư duy và viễn kiến của thầy Tuệ Sĩ cùng với cẩm nang để lại, cũng cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của Đại Tạng Kinh Việt Nam. Là đề án có 102 của nền Phật Việt. Đây có thể nói là công trình văn hóa giáo dục cốt lõi trong sự nghiệp hoàng pháp của Phật giáo Việt Nam mà khởi nguyên là từ lần chuyển pháp đầu tiên của Đức Phật nơi vườn Nai hơn 25 thế kỷ trước. Chính vì thế, sự nghiệp trí tuệ của thầy Tuệ Sĩ là một sự nghiệp đồ sộ mà ngàn lời của kỷ yếu cũng khó bản nói hết được.
Dù vậy, chúng tôi, mỗi người xin góp một tiếng nói, trước hết là biểu tỏ niềm tri ân và kính trọng vô biên đối với Thầy. Thứ đến, muốn chia sẻ, giới thiệu đến bạn đọc về một bậc long tượng kỳ vĩ của Phật giáo Việt Nam, một bậc thầy của những vị thầy, một bậc thầy hiếm hoi trong lịch sử gần 2.000 năm Phật giáo trên quê hương yêu dấu. Thực hiện tập kỷ yếu này, chúng tôi muốn tri ân những đóng góp của Thầy Tuệ Sĩ trong mọi lĩnh vực, và vì sức khỏe của Thầy, cần phải hoàn tất trong vòng một tháng, trong đó thời gian để các tác giả viết chỉ có 10 ngày. Với những hạn chế đó, kỷ yếu không thể là một tác phẩm hoàn toàn chuyên chờ các nhận định, biên khảo, phân tích về những đóng góp của Thầy hay các tác phẩm của Thầy mà chỉ là một tuyển tập ghi lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những lời tri ân của người viết đối với Thầy. Vì vậy, kỷ yếu sẽ không sao tránh khỏi những thiếu sót, hoặc những trình bày có khi chủ quan, cảm tính của những người ngưỡng mộ Thầy Tuệ Sĩ, rất mong sự rộng lượng bỏ qua của chư vị độc giả. Hy vọng những khiếm khuyết của kỷ yếu sẽ được bổ túc cho được hoàn mỹ hơn trong dịp tái bản, hoặc trong một tuyển tập nghiêm túc, có rộng thời gian hơn. Chúng tôi cũng xin thành kính tri ân tất cả chư tôn đức tăng ni, quý vị cư sĩ, quý văn nghệ sĩ và Phật tử đã dành tâm cảm và thời gian, đóng góp bài vở và hình ảnh để thực hiện tập kỷ yếu này. Lời sau cùng, nhìn lại hành trạng một đời của Thầy Tuệ Sĩ, chúng ta thấy Thầy luôn là người tiên phong đầu ngọn sóng, trong cả nẻo đạo hay đường đời, vận dụng từ bi và trí tuệ để khai mở, xây dựng và phát triển, từ việc giáo hội đến việc tăng đoàn mà không màng chút lợi danh, quyền thế. Sự có mặt của Thầy trong đời này dường như là để dựng lại những gì bị gãy vỡ, đổ nát. Thầy, có khi như con tê giác cô độc giữa núi rừng, có khi hòa mình đồng trú trong biển lớn thanh tịnh tăng già, có khi thăng trầm theo vận nước nổi trôi, có khi độc hành trên từng dặm ngàn mây bay. Nhưng bước chân của Thầy đã được xác định từ ban đầu với con đường tuệ giác, và chỉ một hướng một nguyện, trải thân cắt bụi để thực hiện bồ đề hạnh trong lũy kiếp hằng xa quốc độ. Trong sự ngưỡng phục và đồng cảm sâu sắc với hạnh nguyện vô biên của Thầy, chúng tôi xin kính dâng Thầy những dòng văn thơ mộc mạc này, và cùng một lời, xin thưa với Thầy rằng, Thầy sẽ không cô độc, vì khi nhìn xuống, Thầy sẽ thấy chúng tôi với ước nguyện, thiên lý đồng hành, trên lộ trình giác ngộ thanh thang. Ban biên tập kỷ yếu kính ghi. Bên phải là thủ bút của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, viết tại Chùa Kiều Đàm, thành phố Santa Ana, quận Cam, California, Hoa Kỳ vào chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023. Dù năm nay đã 97 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, khi nghe trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, lâm trọng bệnh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan rất quan tâm và đã viết lên lời cầu an của Ngài cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Ban biên tập chúng con xin cung kính đăng lời cầu an cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ với thủ bút của trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan như một biểu tượng cắt tường để cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc. Tam Tạng Pháp Sư người Việt Nam, Thích Như Điển. Khi đọc tụng kinh điển ai trong chúng ta, tăng cũng như tục, thỉnh thoảng đều nghe đến đại danh Tam Tạng Pháp Sư Kuma La Thập, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, hoặc khi tham cứu Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Tai So Sin Su Dai Jokyo, chúng ta sẽ gặp được danh xưng Tam Tạng này trong khắp các tạng của kinh, luật và luận. Riêng Phật giáo Việt Nam chúng ta thì chưa dự phần vào chỗ đứng trang trọng này trong kho tàng pháp bảo của Phật giáo nói chung và của Phật giáo Việt Nam nói riêng. Vì sao vậy? Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu thế nào là Tam Tạng, để từ đó chúng ta có một cái nhìn khái quát về danh từ này. Tam Tạng Pháp Sư tiếng Phạn gọi là Tripitaka Kriya, cũng gọi là Tam Tạng Thánh Sư, Tam Tạng Tỳ Khưu và được gọi tắt là Tam Tạng. Từ ấy ám chỉ cho những vị Pháp Sư tinh thông Tam Tạng Kinh, Luật và Luận. Tại Ấn Độ, từ ngữ Tam Tạng Pháp Sư đã được sử dụng rất sớm, như trong Kinh Mahamaya Quyền Hạ có nói, nước câu thiểm di có vị. Tam Tạng Tỳ Khưu thuyết pháp rất hay, có 500 đồ chúng, đại. 12.1013. Ở Trung Quốc thì danh hiệu này chuyên chỉ cho vị cao tăng thông hiểu Tam Tạng, đồng thời làm việc phiên dịch kinh, luật, luận. Trong số các vị Tam Tạng thì Ngài Huyền Trang nổi tiếng nhất, thường được người đời tôn xưng là Huyền Trang Tam Tạng, hoặc Đường Tam Tạng. Ngoài ra trong kinh Di Lan Đà Vấn Đáp Milinda Panya, bản Pali thuộc hệ Nam truyền có nêu từ ngữ Tipitaka và Tipitaka, hàm ý là người thông suốt Tam Tạng. Trong tiếng Pali, từ Ekapitakadhara là chỉ cho người nhớ giữ một tạng, Divaipitakadhara chỉ cho người nhớ giữ hai tạng, Taipitakadhara là chỉ cho người nhớ giữ ba tạng.
Do đó mà người ta thấy danh từ Tam Tạng đã được lưu hành rất sớm tại Ấn Độ. Xem Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa quyển 1, xuất Tam Tạng ký tập, quyển 6. Lương Cao Tăng truyện quyển 2 chú thích mở ngoặc Phật Quang Đại Từ Điển quyển 4, trang 4876, Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch từ chữ Hán sang Việt ngữ. Hội Văn hóa Giáo dục Đài Bắc, Đài Loan, xuất bản năm 2000. Đóng ngoặc. Đọc qua phần giải thích trên chúng ta ít nhiều đã nắm bắt được những điểm chính về định nghĩa, thế nào là một vị Tam Tạng Pháp Sư, rồi. Lần vào lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thử xem có vị nào đã là Tam Tạng Pháp Sư chưa mà lịch sử ít đề cập đến. Đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy cả Hòa Thượng Thích Mật Thể trong Việt Nam Phật giáo Sử Lược, Việt Nam Phật giáo Sử Luận của Nguyễn Lang, tức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, 2,3 của giáo sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát. Cả ba vị này đều công nhận Ngài Khương Tăng Hội là sơ tổ của Phật giáo Việt Nam từ buổi sơ thời. Giáo sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát qua nghiên cứu và chú giải Lục Độ Tập Kinh còn khẳng định rằng Khương Tăng Hội là thầy của Ngô Tôn Quyền nữa. Tiếp theo đó là Ngài Mâu Bác, Chi Cương Lương, Tỳ Ni Đa Lưu Chi vân vân, cũng chỉ nghe danh hiệu là Thiền Sư chứ chưa xuất hiện chữ Tam Tạng Pháp Sư. Mãi cho đến năm 969 vua Đinh Tiên Hoàng mới phong cho Ngài Ngô Chân Lưu 933-1011 là Khuông Việt Thái Sư hay Khuông Việt Tăng Thống. Đây là vị Tăng Thống đầu tiên của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vạn Hạnh Thiền Sư 938-1018 là cố vấn của vua Lê Đại Hành và đồng thời cũng là cố vấn cho vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn cũng chỉ được tôn xưng là Thiền Sư chứ danh từ Tam Tạng Pháp Sư vẫn chưa xuất hiện. Quốc sư Phước Huệ, năm 1869 đến năm 1945, là quốc sư của ba đời vua nhà Nguyễn là Thành Thái, Duy Tân và Khải Định. Bởi vì ngài hay được thỉnh mời vào cung để giảng pháp cho vua chúa, hoàng hậu, thứ phi, nên triều đình và dân chúng tôn xưng ngài như vậy. Dĩ nhiên còn rất nhiều vị quốc sư trong triều Lý, triều Trần, triều Lê, triều Nguyễn nữa, nhưng ở đây chúng tôi chỉ chú trọng về danh xưng Tam Tạng Pháp Sư. Nên có thể lược bớt danh thánh của những vị thiền sư, quốc sư, tăng thống trong những triều đại trước. Bây giờ xin đề cập thêm đến những vị phiên dịch kinh điển, chú giải, giảng pháp vân vân, từ cuối thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 21 để chúng ta có một cái nhìn thiết thực hơn. Ở vào những thế kỷ trước khi người Trung Hoa và người Pháp còn đô hộ Việt Nam chúng ta, cũng đã có xuất hiện những bậc chân tu thực học như Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền, Ngài Toàn Nhật Quang Đài ở Phú Yên. Nhưng sự Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng chưa tôn xưng quý ngài là Tam Tạng Pháp Sư xem thêm sách của giáo sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát. Trong thời gian này quý ngài chỉ dịch kinh, luật và luận từ chữ Hán sang Việt ngữ. Có lẽ vì thế mà không được gọi là Tam Tạng Pháp Sư chăng? Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Chí Nghiêm, Hòa Thượng Chí Quang, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tuệ Sĩ, vân vân, tất cả đều là những bậc đại sư của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ cận đại, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy giáo hội hay những bậc mô phạm của thiền môn cung thỉnh quý ngài vào ngôi vị Tam Tạng Pháp Sư. Phật giáo Nam Tông như các quốc gia Tích Lan và Miến Điện cho đến ngày hôm nay vẫn quan tâm thực hành việc truyền thừa các vị Tam Tạng Pháp Sư qua ngữ hệ Pali về luật, kinh và vi diệu pháp. Hiện tại Miến Điện có 15 vị Tam Tạng Pháp Sư. Các ngài đọc thuộc lòng 8026. Kinh trong Tripitaka như thế trong nhiều tháng khi có kỳ thi khảo hạch kể từ năm 1949 đến nay, gồm 16.000 trang kinh với 2.400.000 chữ trong 200 tập bằng tiếng Pali như thế. Đa phần các ngài đều thuộc lòng cả ba tạng, hay hai tạng rưỡi hoặc hai tạng. Đây là những quốc bảo của Phật giáo Miến Điện trong hiện tại. Quý ngài này thuyết pháp, giảng kinh, luật. Luận từ những văn kinh nguyên thủy cho quần chúng cũng như cho các sinh viên, học giả tu tập hành trì. Quả thật đây là những thánh điển sống của Phật giáo Nam truyền nói chung và của Phật giáo Miến Điện nói riêng. Năm 2022 chúng tôi có quý thầy đệ tử xuất gia tìm đến núi Cấm, chùa Vạn Đức nơi Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã có thời xuất gia học đạo tại đó, đã chụp được một văn bia của các đệ tử khắc chữ vào đá, dựng lên trước cổng chùa để phụng thờ và văn bia ghi rất rõ là văn bia của Tam Tạng Pháp Sư Thích Chí Tịnh. Bên dưới có ghi nội dung những kinh, luật và luận mà ngài đã phiên dịch chú giải. Có thể đây là văn bia đầu tiên của Phật giáo Việt Nam của chúng ta có ghi rõ về Tam Tạng Pháp Sư người Việt Nam của chúng ta chăng? Có thể đây là sự bắt đầu vậy. Từ năm 2021 đến nay, qua hơn 2 năm thành lập Hội đồng Hoằng.
Pháp và Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chủ trương và chúng tôi được giao cho nhiệm vụ làm chánh thư ký của hai hội đồng này. Khi Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên còn hiện tiền và một số chư vị tôn túc khác có đề nghị với tôi là nên tổ chức một buổi lễ trọng đại để tôn vinh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vào cương vị Tam Tạng Pháp Sư của Phật Giáo Việt Nam. Sau đó tôi có đem việc này trình bày với Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, nhưng Ngài trả lời một cách khiêm cung rằng, các vị thầy của chúng ta chưa có ai có danh xưng này, bây giờ làm sao tôi ở vào vị trí ấy được. Thật đáng kính phục đức tính khiêm tốn của Hòa Thượng. Có thể sau này khi Ngài viên tịch rồi thì chúng ta sẽ thực hiện việc này thiết nghĩ cũng không muộn. Lần này sức khỏe của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ kém hơn xưa rất nhiều, nên ban báo chí của Hội đồng Hoằng Pháp muốn thực hiện một kỷ yếu để tri ân Hòa Thượng, mong mỏi chư tôn đức tăng ni và các học giả, văn nghệ sĩ đóng góp bài vở viết về Ngài để tôn vinh một bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam, nên cá nhân chúng tôi xin ghi lại những đề nghị của mình cũng như của chư tôn đức tăng ni trong Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã có lần đề nghị như thế. Nhất là Bộ Thanh Văn Tạng đợt 1 đã ấn hành xong gồm 24 quyển Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tứ Phần Luật và 5 quyển tổng lục của 5 phần trên do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ biên soạn. Chỉ ngần ấy công việc Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã thực hiện cũng xứng đáng với danh xưng là Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam rồi. Mong rằng Phật giáo Việt Nam luôn trường tồn mãi mãi để con dân nước Việt, đặc biệt là những người Phật tử luôn hưởng được Pháp vị cam lồ từ ba tạng kinh, luật và luận sẽ được hoàn toàn dịch ra Việt ngữ để hành trì và làm lợi lạc cho muôn loài, thì đó là điều đáng kỳ vọng vậy. Viết xong vào lúc 11 giờ trưa ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại tu viện Viên Đức vùng Ravensburg, Đức Quốc. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ một bậc thầy uyên bác, kỳ vĩ. Thích nguyên siêu. Miệt mài giảng dạy, dịch thuật, làm thơ, đánh đàn, viết chữ thảo và phô diễn những tư tưởng triết học của hai nền văn hóa Đông Tây từ thời thập niên 60-70 đứng trên bục giảng của Đại học Vạn Hạnh, cũng như Viện Cao đẳng Phật học chuyên khoa Hải Đức Nha Trang. Thầy cũng có lắm lúc mộng kiêu hùng của phương trời viễn mộng trỗi dậy, và cứ thế mà rong ruổi bằng đôi chân trần, bằng đôi vai gầy qua những dạng đồi lau, rừng già, cỏ mục, lá úa, ăn sương nằm nắng trên những cánh rừng hoang vu nơi miền cao nguyên dân dã. Nơi miếu cô hồn, hay lưng đèo heo hốt, bất đắc chí độc hành kỳ đảo, chỉ đi một mình và một mình để sới lên những luống đất mới trồng những dãy cà non, vòng rau, liếp cải mà vui niềm đạo vị, dưới mái am chanh, độc cư thiền định. Dù ai xuôi ngược bôn ba cái danh, cái lợi, cái huyễn mộng của cuộc đời, nhưng riêng mình thì sinh ra giữa lòng quê hương, dù có đắng cay trồng chất, dù có nghiệt ngã đủ điều, giữa dòng đời phế dương dâu bể, thầy vẫn chẳng hề lay động, mà còn khẳng định với chính mình là sinh ra ở đâu, thì chết ở nơi đó. Sinh ra giữa lòng đất mẹ Việt Nam, thì lúc nhắm mắt cũng lấy nắm đất mẹ Việt Nam mà phủ lấp thân ngũ uẩn này. Xá chi những tù đày, keo cơ gian khổ. Chỉ là chất liệu nuôi lớn trí hùng, của bậc đại trí. Đại từ, đại hỷ, đại xả. 1. Cảm niệm ân đức của bậc thầy giáo thọ. Sau khi mãn niên khoa 69 đến 70 nơi tu viện Nguyên Thiều, Quy Nhơn, Bình Định, lớp học tăng được chuyển vào Phật học viện Nha Trang, tiếp tục học phổ thông trường Bồ Đề niên khóa 70 đến 71 đệ tam lúc bấy giờ. Chương trình này, anh em học tăng học được nửa niên khóa thì không học nữa. Vì Phật học viện mở lớp Phật học trung đẳng chuyên khoa, do vậy mà cả lớp đệ tam, học trường Bồ Đề lúc bấy giờ đều chuyển qua học trung đẳng chuyên khoa Phật học, Hải Đức Nha Trang. Đây là một bước ngoặt đáng kể cho sự tô bồi kiến thức Phật học, mà người trực tiếp giảng dạy thân giáo sư, chính là Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Chí Nghiêm, Hòa Thượng Đổng Minh, Thầy Tuệ Sĩ. Suốt 4 năm học trung đẳng chuyên khoa, ngày 2 buổi ôm sách vở đến lớp ngồi đều đặn. Thầy Tuệ Sĩ cũng ngày 2 buổi đến lớp với anh em học tăng như là bổn phận trách nhiệm của bậc thầy chăm lo đàn con, đàn hậu học không bỏ sót một giờ. Thầy dạy trò học, thầy dò bài trò không thuộc, thầy bỏ lớp về phòng, một đỗi sau, thầy trở lại nói, tôi dạy quý thầy phải dáng mà học. Học cho quý thầy chứ chẳng phải học cho tôi. Khi xưa tôi học đâu có được lớp lang như quý thầy. Nếu quý thầy học mà không thuộc bài, tôi sẽ không dạy nữa. Chỉ bấy nhiêu lời nói thôi. Mà cả lớp im phăng phắc vì sợ Hòa Thượng Đổng Minh biết thầy bỏ dạy là có chuyện lớn. Vì Hòa Thượng Đổng Minh rất thương quý thầy Tuệ Sĩ. Do vậy mà Hòa Thượng đã để thầy Phước An lúc bấy giờ gần gũi với thầy để cùng uống trà trò chuyện cho vui, cũng như giúp đỡ công việc hàng ngày. Bây giờ thầy Phước An đã thành Hòa Thượng rồi,
và là một cây bút gạo cội trên diễn đàn văn học Phật giáo hôm nay. Hòa thượng Đỗng Minh lo cho thầy tuệ sĩ đầy đủ mọi phương tiện, nhưng thầy tuệ sĩ đã không thọ nhận gì cả, ngoài ba bộ đồ vạt hò, chiếc áo nhật bình hai vạt phai màu, dài tới đầu gối đơn sơ, mộc mạc chừng ấy, đi đôi dép lép xẹp. Thầy không sang cả, không cầu kỳ, không xa hoa phung phí. Thầy chỉ có một thân hình ốm teo, một đôi mắt sâu thẳm, một chiếc trán cao, và đôi tay gầy để đánh máy chữ bản máy đánh chữ lúc bấy giờ, nghe như mưa rào, nhanh, liên tục. Đôi tay gầy đó còn đánh dương cầm, guitar, và cầm bút lông để viết chữ Thảo Vương Hy Chi cầm phấn đứng trên bục giảng viết chữ Nho, giảng văn học Trung Hoa, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Tràng Thiên Nhất Sắc. Thầy sống với anh em học tăng thật giản dị, ăn uống như anh em học tăng, sinh hoạt như anh em học tăng, không có chế độ đặc biệt. Chỉ có điều đặc biệt là thầy quá thông minh, bác học hơn anh em học tăng. Thầy có một tâm hồn tuyệt vời, cao vút, hơn người. Thầy có một trời kinh, luật, luật. Thầy có tự thuở nào, có tự thời tiền kiếp, tự thuở đạo sư, mà ngày hôm nay thầy đã thị hiện như một bậc tam tạng pháp sư lầu thông kinh điển. Thầy có cả một tâm hồn thơ văn ngất ngưởng, chơi với giấc mơ trường sơn. Phương trời viễn mộng, ngục trung mỹ ngữ. Ta không buồn, có ai buồn hơn nữa. Người không đi, sông núi có buồn đi. Tia nắng mỏng soi mòn khung cửa, để ưu phiền nhuộm trắng hàng mi. Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. Phụng thử ngục tù phạt. Cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bình bát lệ vô ngôn. Đây bát cơm tù con kính dâng. Cúng dường Đức Phật đấng tôn thân, thế gian chìm đắm trong máu lửa. Lệ nhỏ không lời, lòng xót thương. Vấn dư hà cố tọa lao lung. Dư chỉ khinh yên bán ngục chung, tâm cảnh tương chỉ kinh lữ mộng, cố giao già tỏa diện hư ngung. Hỏi mình sao phải lao tù. Song thư cửa ngục có tù được mây. Kiên trì cuộc lữ vàng bay. Lời xưa còn đó phút giây không sờn. Bao tiếng dương cầm trong buổi ban mai trõi nhịp, trong thư phòng, sách vở ngổn ngang chất chồng, loại nào cũng có, tiếng gì cũng đủ và bản thảo nào cũng dở dang còn đó. Như một tô đông pha phương trời viễn mộng, một hai đách gơ bước nhảy của con chim hồng, triết học tánh không, huyền thoại duy ma cật, thắng man giảng luận giả thư nhiều lắm, không kể và không nói hết với một sở học còn con của anh em học tăng thời ấy. Vào những buổi chiều sau giờ cơm, cô bày cho ăn một cách giản tiện, trời êm ả, mát không gió, thầy và vài anh em học tăng lên đồi tháp sắt ngồi mà kể chuyện vui. Thầy kể chuyện Tiếu Lâm nhà thiền trong ý vị thân tình, giữa thầy trò không có sự ngăn cách, thật gần gũi. Thời ấy cuộc sống của Phật học viện thật êm ả, không có sự xáo trộn nào từ ngoại cảnh, thầy chỉ lo giảng dạy, học tăng chỉ lo mà học, thầy trò sống đậm đà tình thương yêu kính trọng. Cứ thế thời gian 4 năm chung đẳng trôi qua như giấc mộng. Nhớ lại ngày nào thầy từ Vạn Hạnh Sài Gòn ra Nha Trang để đảm nhận việc giáo thọ. Giờ này thì đã tốt nghiệp chung đẳng chuyên khoa rồi. Từ dáng dấp trên chiếc ghế ngồi, từ hình dáng trên bảng viết, từ âm ngôn của giọng Quảng Bình Park C, Lào của thầy đã làm cho anh em học tăng có một sự quý kính mới lạ, gần gũi không khoảng cách. Đơn sơ, dung dị của một bậc thầy đã đem cái sở học vốn có của mình, mong trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng có điều đáng tiếc là anh em học tăng không đủ kiến thức để tiếp nhận kiến văn quảng bác Trác Việt của thầy trao truyền. Ngày tháng dần trôi đến ngày thi tốt nghiệp cao đẳng. 2. Thời gian lắng đọng theo từng hơi thở. Đây là lúc mà anh em học tăng phải trong đèn để học thi lên cao đẳng. Phía sau tăng đường là một hành lang rộng, trên vách tường là một dãy bảng đen và đèn sáng suốt đêm. Học tăng chỉ có học và học, chỉ có ôn bài một cách không ngừng nghỉ. Sau 4 năm tiếp nhận được bao nhiêu thì giờ này, dở ra mà ngấu nghiến lại, dáng mà nuốt hết vào bụng để mà thi, mà đậu, mà rớt, mà buồn, mà vui lẫn lộn, kẻ ở người đi thời gian ân tình khó nói, có ai ở trong cuộc mới hiểu nỗi niềm. Người đậu thì được ở lại viện tiếp tục lên cao đẳng, còn người rớt thì phải dự thính hay trở về bổn sư, chùa mình. Đây là một tâm trạng của đời học tăng. Vào thời gian thi lên cao đẳng, thầy là người ra đề thi khó nhất. Chấm điểm đúng nhất bằng giá trị của bài làm, không thiên vị hay nể tình thầy trò gì hết. Khi nào bách bộ, chuyện trò thì thoải mái bình đẳng, tự nhiên thanh thản, còn bây giờ là thi để tô bồi kiến thức, kiện toàn khả năng để làm việc Phật, nên thầy đã nói quý thầy hãy học và học thật sự cho mình một kiến văn. Uyên bác để phụng sự cho Phật Pháp,
và không uổng phí công lao của Quý Ôn lo lắng. Thời của tôi học khác, thời của anh em học khác, nhưng mục đích là một. Ôn Già Lam tuổi đã già, Ôn Chí Nghiêm, Ôn Đỗng Minh cũng vậy, nhưng quý ngài không nề hà gì hết, chỉ chăm lo đào tạo tăng tài. Thầy luôn nhắc nhở, đừng cô phụ của đàn na tín thí, Phật tử cúng dường cơm ăn, nước uống, sách vở để học thì mình phải trả lại công ơn bằng cách nỗ lực học tập chu đáo, đàng hoàng, vì của đàn na tín thí khó tiêu. Những giờ thi được tổ chức tại lớp học, thỉnh thoảng thầy chắp tay sau lưng đi qua một vòng, nét mặt nghiêm nghị, không như khi trước thầy trò nói cười trên kim thân Phật tổ, nơi tháp sắt, lầu chuông thầy Nguyên Hồng trống dù đứng nhìn nơi góc phòng bên trái, trông có vẻ như một thầy, tân tăng, trong dáng dấp tân tiến thời đại, làm cho không khí càng căng thẳng, anh em học tăng chẳng ai dám cựa quậy gì hết, chỉ cúi đầu viết, đúng, sai, hay, dở phó mặc cho Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Thời gian một tuần lễ thi 5 ngày trôi qua, quả thật là không an nhàn chút nào. Lo lắng, bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của anh em học tăng. Nhưng một điều an ủi là có Ôn Già Lam, Ôn Thiện Siêu, Ôn Đỗng Minh luôn có mặt nơi viện. Ôn Trường San thì lo cơm nước với trách nhiệm là giám sự nên cũng yên tâm, bớt căng thẳng phần nào, đợi đến ngày có kết quả. Buổi lễ nhận chứng chỉ tốt nghiệp 4 năm trung đẳng để bước vào thềm cao đẳng chuyên khoa được tổ chức tại Trai Đường, diễn ra thật trang nghiêm, Ôn Thiện Siêu chủ tọa với tư cách chánh chủ khảo. Còn thầy thì trao chứng chỉ, Ôn Đỗng Minh ngồi cầm quạt nhẹ nhẹ, cười cười trông phát sợ cái oai nghi trời phú. Thời gian học cao đẳng chỉ tròn có một năm, vì biến cố đất nước, nên viện phải đóng cửa. 3. Bụi thời gian phủ kín gót hài lửng lơ. Ôn Thiện Siêu ở trên cốc của Ôn Già Lam, còn thầy thì ở trong phòng nơi thư viện, một hôm thầy họp chúng, trình với Ôn Thiện Siêu viện trưởng rồi đề nghị anh em học tăng ngồi lại để dịch kinh. Viện cao đẳng Hải Đức Nha Trang dịch Trung A Hàm, viện cao đẳng Huệ Ân Hiêm Sài Gòn dịch Trường A Hàm. Như vậy là có việc để làm mà không thừa thải thời gian luống qua. Bắt tay vào công việc, anh em học tăng mỗi người nhận một số kinh về phòng chăm lo mà dịch từ Hán Tạng. Ôn Thiện Siêu chứng nghĩa, còn thầy thì nhuận bút triết văn. Thầy Phước An đọc bản thảo còn người viết thì đánh máy chọn bộ Trung A Hàm 5 tập bằng giấy carbon. Chăm chỉ làm việc, những tưởng sóng êm. Gió lặng, thuyền đời lướt sóng trôi xuôi. Mới vừa dịch xong bộ Trung A Hàm, thì một buổi sớm mai im lìm, cửa đóng then cài mà bóng hình thầy đã biến đâu mất, anh em học tăng đi tìm mà không thấy. Ôn Đỗng Minh, Ôn Trường San là người lo lắng nhất, và cũng kể từ đây viện buồn. Anh em học tăng xa đi một bậc thầy khả kính mà suốt đời không quên. Làm sao quên được, một thân gầy còm, mà phải làm công việc giám học học vụ, lo cho cả một chương trình học cấp cao đẳng chuyên khoa, cho các giáo sư Ngô Trọng Anh, nhà văn tiểu thuyết Doãn Quốc Sĩ, giáo sư Cao Hữu Đính, nhà văn Võ Hồng, thầy Võ Đình Dũ chăm sóc từng giờ học, đi canh thiền từng giờ ngồi của anh em học tăng, không bỏ đêm nào. Dù mưa hay gió, ngọn đồi trại thủy, vẫn ôm trọn hình hài thầy trong những bước chân khuya. Thầy sống với tinh thần giáo dục người một cách trọn vẹn. Giáo dục học tăng một cách nghiêm khắc bằng bản hoài, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Làm sao quên được, đêm càng về khuya ngọn đèn phòng khi tỏ khi mờ vì bị che khuất bóng thầy bên khung cửa hẹp, từ đó thầy đã. Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc. Một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Vĩnh viễn con tàu, đi về một mình trên chuyến tàu xuôi ngược về đêm, trên cánh đồng hoang phá rừng, lật đất, trồng bí, tỉa ngô. Thì ra thầy đã không ở viện nữa mà đáp chuyến xe lửa xuôi về miền Tùy Dương cắt trắng vạn dã, tô bông, lên núi để làm dẫy qua bài thơ ta biết. Ta biết mi bọ rùa gặm nhắm tàn dây bí ta vì đời tranh đua khổ nhọc mòn tâm trí. Ta biết mi là dế, cắn đứt chân cà non. Ta vì đời đổ lệ, nên phong kín nỗi hờn. Ta biết mi là run, chui dưới tầng đất thẳm. Ta vì đời thiệt hơn. Đêm nằm mơ tóc trắng, rừng vạn dã 76. Trong thời gian này thầy sống như thế, khi thì thoạt thấy ở viện, khi thì thầy ở rừng vạn dã, ở chùa Linh Sơn một cách phiêu bồng, như phương trời viễn mộng, như cánh hải âu nghìn trùng bạt gió, vô định. Chân đồi xanh luống cải, đời ta xanh viễn phương, sống chết một câu hỏi, sinh nhai lỡ độ đường. Giữa thiên đường rong chơi lêu lồng, cõi vĩnh hằng mờ nhạt rong rêu. Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng. Đốt mặt trời vô hạn cô liêu. Vô trụ xứ Niết Bàn là vô tung của các bậc đại sĩ. Đi không đến chốn về không tới nơi, cứ mãi thõng tay vào chợ mà vui cùng gió trăng, sơn thủy.
nằm trong chiếc lều tranh trong mùa hạ, nơi miền quê dân dã, để thấy phượng hồng nở rộ, để nghe rộn tiếng ve kêu mà quên đi bao hình ảnh nhộn nhịp phố thị tưng bừng xuôi ngược, và bao nỗi bon chen, buôn quan bán chức của một xã hội xuôi dòng, trù dập lạn hụp bao rác rưởi rong rêu. Ve mùa hạ chợt về thành phố. Khóm cây già che nắng hoang lương đám bụi trắng cuốn lên đầu ngõ trên phím đàn lặng lẽ tàn hương tiếng ve rội lăn tăn nốt nhỏ. Khóc mùa hè mà khô cả đại dương. Bối cảnh thời đó là tiếng nổ đột biến rội vào tâm thức để dựng thành những vách tường đồng. Trên đỉnh Trường Sơn, trong lòng đại dương, trên cánh đồng hoang vu sinh tử nắng quái thầy đã đột phá tất cả những huyễn tượng thời đại, những thành quách hào huyền của thế nhân, tục lụy. Thầy đã đi trên cao, trên đỉnh đồi thế kỷ, để dựng thành một bức chân dung thời thượng như thật, chống gậy thiền trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, trên núi Yên Tử, trong chốn nhà thiền, như một lão thiền sư khô mộc, mà cho đến hôm nay bức chân dung đó, trượng thiền tăng đó còn rực sáng trên dòng lịch sử thiền ca, văn học, như các bậc đạo sư thời xưa. Đây chúng ta nghe triết gia Phạm Công Thiện nói, một con người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của bậc Bồ Tát. Hành động tích cực, mãnh liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng, vì không tham vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly, vì không bị kẹt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng viễn mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít đạo sĩ, thi nhân với pháp khí phi thường là trí tuệ bát nhã cùng với lòng đại bi thơ mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành động bi trí dũng, dẫn đường soi sáng thể mệnh của sử tính quê hương. Và chúng ta nghe tiếp nhà thơ Tâm Nhiên nói, bắt chước Phạm Công Thiện, người viết cũng muốn ca ngợi tán thán tuệ sĩ, một thiền sư thi sĩ vĩ đại, một trái tim kinh căng bất hoại vô ý, nhưng ca ngợi làm chi nữa, khi mà tiếng thơ của thi nhân đã làm chấn động rung chuyển cả thế giới hoàn cầu và lan tỏa lạ thường ra khắp vũ trụ mười phương rồi. Thôi thì chỉ xin kính tặng một bài thơ bình dị. Những phương trời viễn mộng đi thi ca tư tưởng bước kỳ ảo qua đọa đầy một thùa ta bà. Nỗi đau rực cháy thấy ra tột cùng. Ôi, giấc mơ Trường Sơn rung. Rúng hồn tim máu chợt bùng vỡ mơ. Kinh thiên động địa sững sờ. Đâu chân diện mục của thơ với thiền. Mặc như lôi ngồi tịch nhiên. Nghe ban sơ vọng ngân huyền diệu âm. Những điệp khúc cho dương cầm từ vô tận ý vang thâm thiết niềm. Tâm nhiên. Còn thi sĩ Bùi Giáng thì sao, chỉ một bài thơ tuệ sĩ đã trùm lấy hết mọi chân trời mới cũ từ đường thi Trung Hoa tới siêu thực Tây Phương. Bài thơ không đề. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Đồng thời cũng trong thời gian này, thầy tập chú vào lĩnh vực dịch kinh tạng A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Giảng giải kinh Thắng Man, Duy Ma Cật và nhiều thể loại khác. Thầy như lão tăng miệt mài bên chồng kinh sách, đây là dĩa mực tàu, cây bút lông, viết thư pháp, kia. Là chiếc máy đánh chữ cũ mềm gõ nhịp không ngớt, làm và chỉ làm cho một sự nghiệp cha ông, tiền nhân, lịch đại tổ sư còn để lại. Kính ngưỡng, bái phục một sức người dòng dã, không mệt mỏi đi ngang qua thời gian như tuổi đời chồng chất. Văn hóa, học thuật, thi ca, tư tưởng đạo pháp. Kinh văn, giáo dục như là tư lương, hành trang trên đôi vai thầy nặng trĩu, cưu mang. Những nỗi niềm thế nhân có thể hoang phế, đến rồi đi thành rồi bại, như bọt hải âu trên đại dương trồi rồi lặn, hiện thành rồi tan vỡ. Những ân tình của thầy đối với thế hệ trẻ dù tăng hay tục thầy đã hết sức quan tâm một cách mật thiết, nhiệt thành, quan tâm như quan tâm hơi thở của chính thầy. Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế. Thầy viết, các con thương quý, trong những ngày gần đây. Những biến động tuy làm sửng sốt thế giới nhưng hầu như chỉ làm gợn sóng một ít nơi đây để giữ yên cho giấc ngủ đông nguyên kéo dài qua hai thập kỷ của Phật giáo Việt Nam. Các con lớn lên trong thời đại thanh bình, nhưng các con lại bị ném vào giữa một xã hội mất hướng. Quê hương và đạo pháp là những mỹ từ thân thương nhưng đã trở thành sáo rỗng thế hệ các con được giáo dục để quên đi quá khứ. Nhiều người trong các con không biết đến giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là gì, đã làm gì và cống hiến những gì cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục. Hòa bình dân tộc, trong những giai đoạn hiểm nghèo của lịch sử dân tộc và đạo pháp của đất nước. Một quá khứ chỉ mới như ngày hôm qua mà di sản vẫn còn đó nhưng đã bị chối bỏ một cách vội vàng. Di sản được tích lũy dòng dã hàng thế kỷ, bằng bao tâm tư qua bao khổ lụy đau thương, bằng máu và nước mắt của biết bao tăng ni, Phật tử, mà những người gầy dựng nên di sản đó bằng bi nguyện và hùng lực của mình. Có vị bị bức tử bởi bạo quyền, có vị suốt năm tháng dài chịu tù đày,
bị lăng nhục người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực, lời thư sách Tấn. Gửi cho thế hệ trẻ, nếu ai có duyên đọc thì sẽ cảm nhận, một cảm giác thấm thía, chân tình, đầy hào khí chân thân của một bậc thầy trên đỉnh cao. IV, cuộc trùng phùng như một chứng tích kiêu sa hay chỉ là bóng chiều nghiêng đổ, lưu lạc trên khắp mọi nẻo đường, bóng thời gian thăm thẳm, khỏa lấp những bước chân trần bụi đỏ lưu vong. Từ miền quê hương cát trắng, tới vùng cao nguyên sông Hồ, từ cánh rừng già, đồi hoang, phố thị, cho đến mái chùa u tịch, điều hưu, có mặt như là hiện thân của vị Bồ Tát vô phân biệt. Tới năm 1980 người viết được duyên lành gặp lại thầy nơi tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, mà không biết thầy ở đó tự bao giờ, sau những ngày phiêu bồng phương trời viễn mộng. Ấy thế là nhân duyên hội ngộ thời, thành lập lớp học cao cấp Phật học 4 năm do Ôn Già Lam bảo trợ. Ban giáo thọ là Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Đỗng Minh, Hòa Thượng Trơn Thiện, Thầy Mạnh Thát, Thầy Nguyên Hồng và Thầy Tuệ Sĩ trong ban giáo thọ. Lại miệt mài học như thuở xưa vì có Ôn Già Lam đứng mũi chịu sào nên ai cũng yên tâm tu học, mặc dù có những lần nửa đêm anh em học tăng phải bỏ dép dưới gốc cây vú sữa leo lên mái chùa mà trốn công an soát hộ khẩu. Cứ thế, khi bình, lúc chiến, khi nhặt, lúc khoan lần lựa 4 năm học cao cấp rồi cũng qua. Lại một lần nữa thầy là người trực tiếp giảng dạy cho anh em học tăng nhiều nhất. Cái tình thầy trò càng ấp ủ, càng thâm trầm, càng gắn bó như chim liền cánh. Từ tu viện Quảng Hương Già Lam đến thư viện Vạn Hạnh ngày 2 buổi thầy trò gặp nhau, có đêm làm bách khoa Phật học đại tự điển mấy thầy trò thức trắng đánh máy, quay rô néo làm cho kịp ngày sinh nhật 19 tháng 9 của Ôn Già Lam tập một phần đầu chữ A. Anh em học tăng của lớp cao cấp Phật học Quảng Hương Già Lam tu viện ra hải ngoại khá nhiều, đến nay hiện còn Hòa Thượng Nguyên Siêu, Hòa Thượng Giác Như, Hòa Thượng Nhật Huệ, Hòa Thượng Minh Dung, Cư Sĩ Tâm Huy, Cư Sĩ Tâm Quang, Cư Sĩ Như Hùng Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thiện Quang, Thượng Tọa Nhật Quán, Canada, Hòa Thượng Quảng Ba, Cư Sĩ Đức Niệm, Phan Thiết Úc, còn những vị đã mất ở Mỹ có Hòa Thượng Thái Siêu, Hòa Thượng Quảng Thanh, Hòa Thượng Hạnh Tuấn, Hòa Thượng Đức Niệm, Quảng Nam, và Cư Sĩ Quảng Trừ. Úc, anh em học tăng được học với thầy 4 năm cao cấp Phật học dưới mái tu viện Quảng Hương Già Lam như một giấc mơ trông mòn con mắt, đất bằng dậy sóng, trời thinh không nổ toạc chân mây, cướp đi bút nghiêng, sách vở, chiếc ghế học đường vắng bóng thầy, lối đi dấu mòn hiu quạnh, chiếc lá rơi nơi hiên chùa, nào ai nhặt, bóng xế chiều tà nào ai hóng bên vách tường rêu. Cây vú sữa, chiếc ghế đá đã bao lần in dấu, bóng thầy trong chiếc áo nhật bình lam, thầy đã bị người Cộng sản Việt Nam bắt cùng một lúc với thầy Chí Siêu Lê Mạnh Thát, Ni Trưởng Chí Hải cùng nhiều quý thầy khác. Giam cầm tù ngục, kết án tử hình rồi lại chung thân. Bao cảnh đọa đày, lầm than cơ cực, một kiếp thiên tài lạc bước, sanh nhằm thế kỷ đảo điên. Ôi, thân hình, mỏng manh như lau sậy, nhưng lau sậy có tư tưởng, gió thổi lau sậy không dạp đầu, vẫn thẳng lưng, ngẩng cao cổ mà không gãy. Đây là khí khái của bậc sĩ phu trước thời đại, nhiễu nhương, dâu bể, thầy không nao núng, muộn phiền, không trách ai sao đang tâm gian ác, để cho vận nước điêu linh dân lành đói khổ. Đạo pháp khốn cùng bởi những bàn tay quỷ dữ, tĩnh tọa trong tù để quán chiếu nội tâm, một niềm bình an, tự tại. Biệt cấm phòng, ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ngã giới hư vô chân ca thiền, vô vật vô nhân vô thẩm sự, tỏa quan thiên nữ tán hoa miên, xà lim, ta ở tầng trời không vô biên, nơi ấy tịch nhiên thiền thật thiền không vật không người không đa sự nhìn xem hoa vũ bởi tiên thiên. Bán niên tù. Biệt thế phong quan cận bán niên đan xa hiện quỷ ngộ thần tiên thanh tu bất đoạn ma hồng trường. Khuynh đảo Nam Sơn quái lão thiên. Nửa năm tù. Gần 6 tháng nhốt riêng phòng kín đất màu hoa quỷ tưởng thần tiên dài dâu đen cọ bàn tay đỏ. Lật đổ trời Nam lão quái thiên. Thời gian trong tù, thầy luôn nghĩ tưởng về các bậc thầy tổ, chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội, cũng như vận mệnh thăng trầm của dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, từ trại tù Xuân Phước. Thầy viết thư kính gửi Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính bạch Hòa Thượng, dưới sự kiểm soát và can thiệp trực tiếp vào nội bộ tăng già, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang là công cụ đắc lực cho sách lược thống trị của những người Cộng sản Việt Nam. Thầy nêu lên những nhận định và lập trường của thầy trong hiện tình giáo hội đang bị vây khốn.
Thầy đề nghị đại hội 8 tập trung thảo luận vào hai chủ đề chính. Pháp lý tồn tại của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong truyền thống dân tộc và trong cộng đồng thế giới. Sứ mệnh hiện tại của Phật giáo Việt Nam trước sự sinh tồn và tiến bộ của dân tộc và trong nền văn minh dân chủ của nhân loại. Ngoặc kép, còn nhiều và quá nhiều, những dữ kiện lịch sử của giáo hội đối với thế quyền như sự biến Lương Sơn, mà thầy là chứng nhân lịch sử. Chứng nhân để gánh chịu bao nhiêu là sự nghiệt ngã, oan khiên của thế lực thời đại. Nhưng dù có oan khiên nghiệt ngã đè nặng trên đôi vai, thầy vẫn ngẩng cao đầu mà dõng dạc qua bài viết Đạo Phật và Thanh Niên, chúc các anh chị có đầy đủ nghị lực để chinh phục những vương quốc cần chinh phục, để chiến thắng những sức mạnh cần chiến thắng. V. Trong đêm đen mù mịt, ánh lửa bùng cháy, thắp sáng vạn. Niềm tin. Nằm tại bệnh viện Nhật Bản để trị bệnh, nhưng thầy vẫn không quên bổn nguyện phụng sự Phật Pháp được xương minh, Tam Tạng Giáo Điển được truyền dịch thành Việt ngữ. Từ đây thầy đã tạo thành một vận hội mới, vận hội thành lập Hội đồng Hoàng Pháp, Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Qua lời hậu từ, thầy viết, trải qua trên dưới 2.000 năm du nhập, những giáo nghĩa căn bản mà Đức Phật đã giảng được học và hành tại Việt Nam, đã đem lại nhiều an lạc cho nhiều cá nhân và xã hội, đã góp phần xây dựng tình cảm và tư duy của các cộng đồng cư dân trên đất nước Việt. Thế nhưng, sự nghiệp phiên dịch cũng như ấn hành để phổ biến thánh điển, làm nền tảng sở y cho sự học và hành, chưa được thực hiện trên quy mô rộng lớn toàn quốc. Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết, trên nương nhờ uy thần nhiếp thọ của chư Phật và Thánh Tăng, cùng với sự tán trợ của chư vị trưởng lão hiện tiền trong hàng tăng bảo, kêu gọi sự hỗ trợ, cống hiến bằng tất cả tâm nguyện và trí lực, bằng tất cả hàng sản và hàng tâm của bốn chúng đệ tử Phật cho sự nghiệp Hoàng Pháp đệ nhất tối thắng này được tiến hành vững chắc và liên tục từ thế hệ này cho đến nhiều thế hệ tiếp theo, duy trì ngọn đèn chánh Pháp tồn tại lâu dài trong thế gian vì lợi ích và an lạc của hết thảy chúng sinh. Để rồi từ đây quý thầy cô, cư sĩ Phật tử từ trong nước đến hải ngoại đã nhiệt tâm, ý thức được trọng trách mà ngồi lại với nhau dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của thầy để phiên dịch, ấn hành Đại Tạng Kinh. Thành quả sơ khởi được thành tựu và giới thiệu đó là Thanh Văn Tạng giai đoạn y, phần 1 đến 29 tập, đã được ra mắt và gửi đến một số quý tự viện, và tăng ni, cư sĩ. Đây là niềm vui mà thầy trò đã có được trong 2 năm qua. Nét mực chưa ráo, dòng chữ chưa nhòa, ấn hành Thanh Văn Tạng chưa xong, còn nhiều thứ nữa thầy ơi. Vậy mà thầy đã viết thông bạch, quyết định để chuyển giao cho người khác. Tình nào cho thấu, ruột nào không thương, đành đoạn giữa đường, phân ly đôi ngả. Dẫu biết rằng, sanh tử là của con người, sống chết trong mắt của bậc đại sĩ xuất. Trần thì giống như hoa đốm giữa trời không, như huyễn mộng không thực, như thành càn thắt bà, như đốm nắng đồng hoang. Sanh tử đến đi như giấc mộng, nhưng bạch thầy, đó là cái tu, cái chứng, cái sở ngộ của thầy. Còn chúng con là hàng hậu học, nghiệp trọng phước khinh, chứng thâm huệ thiền, lấy tài nào để phiên dịch Đại Tạng, lấy đức nào để nhiếp phục nhân tâm, tội tà hộ tránh, ngổn ngang trăm đường, thấy mà đau, nhìn mà xót. Sao nghiệp vận oai oăm, duyên Phật Pháp chẳng thuận, để cho việc phiên dịch Đại Tạng Kinh thành tựu viên mãn, rồi thầy hãy về hầu Phật, như vậy có vui hơn không, có trọn vẹn nghĩa tình, hạnh nguyện hiến dâng trong Phật Pháp. Kính bạch thầy, duyên Phật trong đời, trên chúng con đã có thầy. Duyên đời trong Phật, dưới thầy còn có chúng con, nguyện đồng hành đến vô lượng kiếp, cựu mang ân đức, một đời sáng soi. San Diego, California, USA. Ngày 24 tháng 9 năm 2023. Khể thủ. Thích Nguyên Siêu. Tuệ sĩ. Vị thầy lúc nào cũng muốn từ bỏ để lên đường. Thích Phước An. Tuệ sĩ là một vị thầy đặc biệt. Chúng ta còn nhớ thập niên 80 của thế kỷ trước thầy đã thản nhiên mỉm cười lãnh bản án tử hình. Làm chấn động không phải chỉ người Việt trong và ngoài nước thôi, mà cả thủ lãnh các quốc gia Tây Phương cũng đã phải lên tiếng để phản đối và can thiệp. Phải chăng đó là thông điệp, vô ý, của Phật giáo mà thầy với tư cách là một tăng sĩ Phật giáo Việt Nam, và là một nhà Phật học quảng bác nhất muốn gửi đến cho dân Việt Nam đang lo âu, sợ hãi khi lịch sử vừa sang trang. Nhưng thầy tuệ sĩ không phải chỉ đóng góp thông điệp, vô ý, đó thôi, mà thầy còn là một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả, đặc biệt là nhà Phật học với một khối tác phẩm đồ sộ đã cho ra đời. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết một người nhỏ thó, khắc khổ, giản dị như thầy sao lại có thể mang một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không có gì lay chuyển nổi như thế. Có một bài thơ thầy làm bằng chữ Hán trong tập Ngục Trung Mị Ngữ có đầu đề là Cúng Dường, như thế này.
phụng thừa ngục tù phản cúng dường tối thắng tôn thế gian trường huyết hận bình bát lệ vô ngôn. Xin tạm dịch thoát như sau. Cơm tù thành kính dâng bậc thầy của thiên nhân thế gian trường huyết hận nâng bát, lệ vô ngôn. Ở trong chỗ đọa đày tăm tối nhất của cuộc đời, mà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đấng giác ngộ. Phải chăng đó là sức mạnh, mà thầy đã bất chấp mọi khó khăn, nghịch cảnh, kiên trì ngồi dịch, chú giải, sáng tác để trao truyền con đường đi của đấng giác ngộ lại cho cuộc đời. Nhưng thầy tuệ sĩ có thỏa mãn những gì mà thầy đã đóng góp cho Phật giáo, cho dân tộc Việt Nam không? Chắc chắn là không. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ. Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Vậy là thầy cũng như bao nhiêu tâm hồn lớn khác, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cứu đời, thì bỏ tất cả lại sau lưng để tiếp tục cuộc lên đường. Nhân duyên tôi biết thầy tuệ sĩ. Thích Thái Hòa. Chúng sinh thì không biết Phật và vĩnh viễn không bao giờ biết Phật, nhưng, Phật thì biết rất rõ chúng sinh. Luôn luôn nghĩ về chúng sinh và tìm đủ mọi phương tiện để đi đến với chúng sinh. Tại sao vậy? Vì chúng sinh sống với vô minh tà kiến và bị võng lưới vô minh tà kiến buộc chặt, nên dù chúng sinh có cố gắng nhảy lên cao đến cỡ mấy, cũng vẫn không thoát khỏi võng lưới này. Không thoát ra khỏi võng lưới này, thì làm sao biết Phật? Nếu chúng sanh mà biết Phật, thì họ không còn là chúng sinh nữa rồi, thế thì họ là ai? Họ không thuộc về của ai cả. Họ là thuộc tính của Phật, họ là quyến thuộc của Phật và cùng với Phật nghĩ về sự đau khổ của chúng sinh mà vận khởi tâm đại bi, tìm đủ mọi phương tiện thuận nghịch để đi tới với chúng sinh, lần mẫn với chúng sinh, tự ái với chúng sinh, chia sẻ ngọt cay với chúng sinh, đồng sự với chúng sinh, giúp chúng sinh thoát ly những nợ nần sinh tử và thăng hoa từ cuộc sống. Phật không những biết rất rõ chúng sinh mà còn biết rất rõ những đồng sự của Ngài, để giúp những đồng sự thoát ra khỏi mọi ý niệm ngã và pháp. Để sống cùng với chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, mà không bị những ý niệm chúng sinh quấy phá, buộc ràng. Cũng vậy, trên bước đường học đạo, tôi biết Phật, nhưng tôi không biết thầy tuệ sĩ và hoàn toàn không biết thầy tuệ sĩ là ai. Tôi chỉ biết thầy tuệ sĩ, khi tôi biết Phật, nếu tôi không biết Phật, thì chắc chắn tôi cũng không bao giờ biết thầy tuệ sĩ. Nhân duyên tôi biết thầy tuệ sĩ là do tôi biết Phật và gia đình tôi đã có nhân duyên với Phật từ nhiều đời. Khi tôi xuất gia và đã trở thành một tăng sinh theo học Phật tại Phật Học Viện Báo Quốc Huế, trước 1975. Khi ấy, tôi đã đọc say sưa cuốn Đại Cương Thiền Quán của Thầy, do Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chánh đại diện miền Vạn Hạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bấy giờ, viết lời giới thiệu. Vừa đọc tác phẩm này, vừa cảm phục Thầy, vì lúc đó Thầy chưa đầy 20 tuổi, mà đã nắm vững những triết lý của Thiền. Với những phương pháp thiền quán và rồi thầy lại viết triết học tánh không, lại dạy triết học Đông Phương cho lớp chuyên khoa Phật học Liễu Quán tại chùa Linh Quang Huế. Lúc ấy thầy mới 24 tuổi, người nhỏ thó, mắt sáng quắc, được Hòa Thượng Thích mật nguyện giới thiệu thầy với đương hội bấy giờ. Rồi lại đọc, Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng của thầy viết, lại đọc Tư Tưởng Vạn Hạnh do thầy chủ bút, đọc Thiền Luận của Suzuki do Trúc Thiên và thầy dịch. Tôi lại đi tìm kiếm thầy tuệ sĩ và đã thật sự tìm thấy thầy. Học trực tiếp với thầy ở khóa Phật học tại Quảng Hương Già Lam, ngoài những giờ trên lớp, còn học riêng với thầy, như Câu Xá Luận, Trung Quán Luận, Thành Duy Thức Luận, cộng thêm tiếng Phạn và tiếng Nhật, mỗi khi thấy thầy rảnh rỗi ở trong trượng thất. Trong khóa học này, tôi cũng đã được lạy Phật với Ôn Già Lam, Ôn Minh Tuệ, Ôn Đức Trơn, cùng với thầy và đại chúng đều đặn vào mỗi buổi khuya và ngồi thiền vào mỗi buổi tối, suốt khóa Phật học tại Phật học viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn. Niên khóa năm 1980 đến năm 1984. Các thời khóa tu học của viện, thầy lúc nào cũng nghiêm túc và có mặt trước chúng tôi. Thầy là tấm gương sáng không phải chỉ pháp học mà còn là cả pháp hành cho chúng tôi noi theo. Ở trong không gian này, tôi đã trực tiếp học với thầy và biết thầy không còn qua sách vở và tư tưởng, mà biết thầy bằng chính đời sống của thầy. Thầy, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy lợi sinh làm gia vụ. Lấy khổ đau sinh tử của chúng sinh làm sự cộng sinh để rèn luyện tâm trí, trưởng dưỡng hạnh nguyện từ bi, và lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Tôi đã học với thầy tuệ sĩ không chỉ bằng sách vở và thầy tuệ sĩ cũng không phải chỉ dạy tôi bằng sách vở, mà đã dạy tôi bằng chính đời sống của thầy. Thầy tuệ sĩ là người luôn luôn nghĩ về sự đau khổ của chúng sinh, những bất hạnh của dân tộc, những lầm lũi của kiếp người, mà dấn thân hành động, như chính thầy đã từng dấn thân hành động. Hành động và gan dạ đến nỗi đã đi ở tù và sẵn sàng nhận lấy bản án tử hình trước tòa với tâm trí không hề dao động.
Thầy dấn thân hành động không phải để cho thầy, mà để báo đáp ân sâu của Tam Bảo, tiếp nối đại nguyện của thầy tổ, không làm tủi nhục kẻ sĩ của bao thời đại và không làm nhục chí của những thế hệ kẻ sĩ tương lai. Nên trong bức thư, gửi cho tăng ni trẻ ở Huế, thầy viết. Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chịu theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vứt bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Thế hệ của thầy thừa hưởng được nhiều từ thầy tổ, nhưng chưa hề báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một. Chỉ mới tròn 30 tuổi, đã phải khép lại cổng chùa, xách cuốc lên rừng, xuống biển, cũng mưu sinh lao nhọc như mọi người. Rồi lại vào tù, ra khám, lênh đênh theo vận nước thăng trầm. Sở học và sở chi cũng cồn mòn theo tuổi đời, năm tháng. Duy, chưa có điều gì thất tiết để đếm nhục tông môn, uổng công sư trưởng tài bồi. Một chút niềm tin chưa hề thoái thất, chỉ mong cùng chia sẻ với thế hệ kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành để khơi tỏ ngọn đèn chánh pháp giữa một đất nước thấm nhuần phong hóa. Thầy tuệ sĩ hôm nay là tuệ trung thượng sĩ hôm qua và hôm qua nữa. Tuệ trung thượng sĩ ngày hôm qua và hôm qua nữa đã đi vào thể tính của, như, sống với, như, nên không cần nói đến chỉ giới và nhẫn nhục, đã vung tay kiếm đâm chết những kẻ trí thức thượng thường ngái ngủ, trong tháp ngà ảo vọng của nhận thức tư duy một cách không thương tiếc, đập vỡ và buông bỏ mọi kiến chấp nhị nguyên của những kẻ đã bị đầu độc và nhồi sọ trong sáo ngữ khuôn phép của lễ nghi khoa giáo ở tại công đường, để đưa họ trở về sống với pháp thân thanh tịnh, u huyền tịch lặng bản nhiên. Chỉ giới kiêm nhẫn nhục chiêu tội bất chiêu phúc dục chi vô tội phúc. Phi chỉ giới nhẫn nhục. Nhưng, thầy tuệ sĩ thời đại của chúng ta, tuy cũng biết vậy, nhưng giấu kỵ kiếm báu vào bao, chỉ sử dụng khi nào cần và có khi cần sử dụng, thì giáo nghĩa tạng, thông, biệt, viên, hay thì, trung, đốn, tiệm rõ ràng, mặc dù thấu đạt tánh không vô chú tâm, Phật, chúng sanh tam vô sai biệt, nhưng vẫn khiêm tốn dạy dỗ cho con người rằng, hiếu thảo với cha mẹ, quý kính sư trưởng, yêu mến quốc gia, bỏ ác làm lành, ăn chay niệm Phật, tin sâu nhân quả, nên chính thầy là người lặng lẽ yêu nước thương dân. Yêu đời quý đạo, nghiêm trì giới luật và quan tâm đến giới luật, để làm khuôn phép cho mọi người mà nhất là giới trẻ. Thầy sống vô chấp mà không phá kiến, phóng khoáng mà không rời phép tắc, giảng dạy các hệ thống tư tưởng triết học Đông Tây mà không bị các tư tưởng hệ ấy hút mất tinh chất, biến đổi đức hạnh, không hề thoái thất một mảy may niềm tin đối với Tam Bảo và thầy tổ. Thầy viết văn, nhưng không bị cuốn hút bởi văn hào. Thầy rạch ròi thông thạo các ngôn ngữ, cổ ngữ, nhưng vẫn trung trinh với ngôn ngữ mẹ sinh. Thầy làm thơ mà không bị men thơ chi phối. Thầy đánh đàn mà không bị những cung đàn làm tê liệt nghị lực, tâm can. Tuệ trung thượng sĩ hôm qua nữa đã nói, tâm chi sinh hề, sinh tử sinh, tâm chi diệt, sinh tử nguyên lai, tự tính không thử huyễn hóa thân, diệt đương diệt. Nhưng, thầy tuệ sĩ thời đại của chúng ta cũng biết đúng như vậy, nhưng không nói vậy. Vì như chính thầy nói cho thế hệ tăng ni trẻ trong thời đại này, mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Vì nhân duyên, nghiệp quả của con người, ngay cả những con người học đạo và hành đạo trong mỗi thời đại khác nhau, tất yếu phải có những ứng xử khác nhau, nhưng chỉ có khác nhau về ứng xử, nhưng không hề có sự khác nhau về giác ngộ, chỉ có khác nhau về cách vận dụng pháp môn, nhưng không hề có khác nhau về chỗ đồng quy của mọi pháp môn ấy. Tuệ trung thượng sĩ hôm qua và hôm qua nữa đã nói. Thôi tìm thiếu thất với Tào Khê. Thể sáng chưa từng bị che lấp gió lộng không chia cao với thấp trăng soi chẳng ngại chiếu trăm bề. Màu thu đậm nhạt tùy duyên sắc bùn sao vương được đóa sen hè diệu khúc muôn đời nên cử sướng đông tây nam bắc chạy tìm chi. Thầy tuệ sĩ thời đại của chúng ta không đi tìm bồ đề, vì chính thầy là bồ đề. Thầy không đi tìm kiếm pháp môn mà chính thầy là pháp môn. Thầy không đi tìm chữ nghĩa mà chính thầy là người buông bỏ chữ nghĩa. Thầy không đi tìm tư tưởng, vì chính thầy là tư tưởng vạn hạnh. Thầy không đi tìm trăng thanh mà chính thầy là vầng minh nguyệt. Thầy không đi tìm gió mát mà chính thầy là dòng nước mát thanh lương. Thầy không đi tìm khí tiết mà chính thầy là người giữ gìn danh tiết cho thời đại. Thầy không đi tìm phương trời cao rộng mà chính thầy là phương trời ấy.
Thầy không đi tìm mọi giá trị hư huyễn của thế gian mà từ chối mọi giá trị ấy một cách triệt để. Thầy nói, người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chịu theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả ngụy, mà ngay cả người đời, nhiều kẻ còn vứt bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Ngoặc kép, thầy tuệ sĩ đối với tôi là tất cả những gì tôi tôn kính. Điều ấy thật là dễ hiểu, vì tôi là học trò của thầy. Hạnh phúc nhất của những người làm học trò là có những bậc thầy để tôn kính. Tôi hạnh phúc, vì tôi có thầy tuệ sĩ để tôn kính và tôi thấy vinh dự mỗi khi tôi nghĩ về thầy. Tôi viết bài này không phải để ca ngợi thầy tuệ sĩ, vì chính thầy tuệ sĩ từ chối triệt để mọi sự ca ngợi về thầy, không phải để cảm ơn thầy tuệ sĩ mà thầy tuệ sĩ có thể làm những gì mà thầy thấy đúng lúc cần phải làm là thầy làm, nói những gì đúng lúc cần phải nói là thầy nói. Nói và làm để nâng mọi giá trị cuộc sống của con người lên một tầm cao của trí tuệ, nhằm sưởi ấm lữ khách trong đêm dài băng giá và nhuần đượm nhân sinh giữa nắng hạ điêu tàn. Tôi viết bài này không phải để cảm ơn thầy tuệ sĩ mà để cảm ơn song thân và gia đình huyết thống của thầy đã có thầy cho thời đại của chúng ta. Tôi viết bài này để cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Nam, đã có thầy cho quê hương dân tộc trong thời đại nhiễu nhương, chính giáo bất phân, tà chánh khó lường, chân ngụy khó tả, trung nịnh khó thấy của chúng ta và cảm ơn đại gia đình tâm linh đã có thầy tuệ sĩ, để tiếp nối những gì mà thầy tổ của chúng ta chưa hoàn tất. Và cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, đồng hành và tiếp nối với những gì mà thầy tuệ sĩ đang làm và tiếp tục làm, vì lợi ích chúng sinh, và phụng hành ý chỉ mà Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Kính lễ thầy, người học trò bé nhỏ, Thích Thái Hòa, biết ơn ôn, với tấm lòng kính cẩn, Thích Từ Lực. Có thể, tôi biết đến tôn danh của Ôn Tuệ Sĩ lần đầu tiên là khi đọc tác phẩm Tổ Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng, vào năm 1978 trong một thư viện ở UC Berkeley. Trước đó, đi lính trong rừng, quanh năm sống trên dãy Trường Sơn có biết gì về văn chương đâu, trong đầu, chỉ nhớ đến tựa đề một bài viết, Viên Đạn Đồng Chữ Nổi, của nhà văn Mai Thảo, với bìa tờ tạp chí phổ thông của cụ Nguyễn Vĩ. Rồi đọc thêm, vài ba quyển sách về Phật Pháp, xem một bộ phim, về Tô Đông Pha, và cứ mỗi lần biết thêm, đọc thêm thì hình ảnh một nhà tu, tài ba, uyên bác đi vào lòng mình, càng ngày thêm sâu đậm. Cho đến khi đọc bài thơ, Lô Sơn Yên Tỏa Chiết Giang Triều, hiểu chút chút, có nhiều cảm xúc thì lại quý trọng Ôn Tuệ Sĩ thêm nhiều. Có một buổi chiều, trời sắp tối, ngồi trên bãi biển San Francisco, của Thái Bình Dương, nhớ nhà, nhìn về quê hương, tôi đã mơ mộng, như mình là một chú tiểu nhìn lên trời cao có một ánh sao đang sáng lung linh. Đó là hình ảnh Ôn Tuệ Sĩ. Về sau, có hai lần tôi thật lòng xúc động. Một, trong một khóa tu học cho Tăng Ni ở tu viện Kim Sơn, sư ông Nhất Hạnh giảng pháp thoại và nói, trong hàng hậu học, thầy Tuệ Sĩ là người có thể vượt trội hơn tôi cảm nhận như một lời chứng thực, có con dấu đóng vào tâm thức của mình. Như vậy, Ôn Tuệ Sĩ đúng là tài ba chắc tuyệt rồi, bên cạnh những tác phẩm có giá trị, lại còn được ấn chứng bởi sư ông, cũng là một thiền sư, học giả có uy tín trên thế giới. 2. Nghe nói, cụ Trúc Thiên đã dịch bộ thiền luận của Daisetsu Suzuki, xong quyển thứ nhất thì cụ qua đời. Và chính Ôn Tuệ Sĩ là người tiếp tục dịch quyển thứ 2 và 3 cho được trọn bộ, hoàn tất công việc của cụ Trúc Thiên. Đẹp và quý hóa biết bao nhiêu, với một tấm lòng của người sĩ phu, biết trân quý tấm lòng của nhau. Tôi khóc, cầm quyển sách trên tay. Tôi khóc trong niềm sung sướng, khi nhận thấy trong hàng tăng lữ còn có những tâm hồn khoáng đạt, cao thượng như Ôn Tuệ Sĩ. Trong những lần tiếp xúc với những người thuộc hàng tiền bối, lại nghe rất nhiều câu chuyện về Ôn Tuệ Sĩ, mà chi tiết nào cũng cho mình thêm niềm tin vào chánh pháp, tăng đoàn, sức sống của người tu. Gần nhất, là những lời tâm tình, chia sẻ của Ôn Thái Siêu, khi có dịp đi chung xe, trong những kỳ Bồ Tát, lễ lược ở miền Bắc Cali. Ôn thích kể chuyện. Mình lại muốn nghe, cho nên đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ như ngắn lại. Ôn nói, thầy tuệ sĩ cùng tuổi với tôi, cũng như sư phụ Kim Sơn của thầy đó, rồi Ôn kể chuyện khi sinh hoạt ở Già Lam, những lần thăm nuôi, cái thất của Ôn tuệ sĩ đơn giản như thế nào, đối xử với mọi người ra sao, miệt mài với chữ nghĩa. Sách vở còn chỉ Tâm Minh, Vương Thúy Nga trong các dịp sinh hoạt của tổ chức gia đình Phật tử thì tán thưởng, khâm phục Ôn tuệ sĩ mọi mặt, cứ nhắc tôi,
tìm cách liên lạc đi cho biết thêm con người, siêu Việt, ấy. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng chỉ ngưỡng vọng và, xem, Ôn như ánh sao trên trời. Tìm đọc lại những lời chỉ dạy của Ôn Tuệ Sĩ đến với Tăng Ni ở chùa Từ Hiếu trong khóa giảng năm nào, thấy thật thấm thía những lời hướng dẫn chân tình của vị thầy khả kính để giúp hàng hậu học giữ vững. Niềm tin, biết cách thúc liễm thân tâm, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng cho đường tu của mình. Rồi trong một bức thư, ở Quảng Hương Già Lam, ngày 28 tháng 10 năm 2003, Ôn viết, nhưng sống hay chết, vinh hay nhục không làm dao động tâm ư của những ai biết sống và chết xứng đáng với phẩm cách của con người, không hổ thẹn với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia. Cuối thư, Ôn ân cần khuyến tấn, cầu mong các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình, tự xác định hướng đi cho mình, thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con trên đoạn đường bóng xế của đời mình. Năm đó, Ôn mới 61 tuổi thôi. Thật là thắm thiết với tình nghĩa thầy trò, cùng chung vai gánh vác Phật sự, chia sẻ ngọt bùi trên đường phụng sự Tam Bảo, làm lợi ích mọi loài. Rồi cũng có những lúc không phải, viễn mộng, xa xăm nữa, mà lại có những mơ ước trước mắt. Như lần tôi đi hành hương ở Nhật, nghe tin ông Tuệ Sĩ sang chữa bệnh ở xứ Hoa Anh Đào, lại mong có bệnh viện ở gần Osaka không, may ra mình có dịp xin vào đảnh lễ Ôn. Về Mỹ, lại có mơ ước về tình trạng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Nhiều đêm, nằm suy nghĩ, làm sao đây? Cứ thế mà để cho những dòng suy tư tiếp diễn. Biết đâu, một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ôn Tuệ Sĩ sẽ đem lại sinh khí, sức sống mới cho đại cuộc. Lại hỏi ý kiến của nhau, bàn tán rộng ra. Dù có dành vài ba tháng để chuẩn bị, hoặc tốn kém 5-70 ngàn đô cũng xứng đáng. Đối với tình trạng sinh hoạt của tổ chức gia đình Phật tử hiện nay, thầy Hạnh Tuấn và mình đã làm hết sức rồi, có cần cầu cứu Ôn Hương Tích cho vài lời chỉ dạy, hay một bức tâm thư không? Ngưỡng vọng quê hương, hướng về thị Ngạn Am, thiền thất Hương Tích, con xin thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức giáo dưỡng của Ôn, trong từng câu văn, nét chữ, rồi với giây phút tĩnh lặng của tâm hồn. Bên bờ rừng Phổ Thiên, đêm nay con ngồi nhìn lên trời cao, để lại thấy ánh sao lung linh tỏa sáng. Thích Từ Lực, chùa Phổ Từ, Hayward, California. Vậy là thầy cũng như bao nhiêu tâm hồn lớn khác, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cứu đời, thì bỏ tất cả lại sau lưng để tiếp tục cuộc lên đường. Tủ sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 1. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ Sách Áo Lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ Sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 2.